Chưa bao giờ việc thiếu thuốc, vật tư, hóa chất, sinh phẩm, trang thiết bị y tế lại rơi vào cảnh khủng hoảng như bây giờ. Những ngày vừa qua, nhiều bệnh viện lớn, bệnh viện tuyến cuối phát đi thông báo thiếu vật tư y tế trầm trọng. Thậm chí có những bệnh viện đã phải tính đến phương án là dồn mọi nguồn lực cho công tác cấp cứu, nguy kịch và tạm dừng những ca mổ chưa thực sự nguy cấp như bệnh viện Việt Đức. Và đã có nhiều kiến nghị, nhiều văn bản được trình lên để giải quyết tình trạng này trong suốt gần một năm qua. Nhưng xem ra vẫn chưa thấy tiến triển. Và người bệnh vẫn là những đối tượng chịu thiệt nhất từ hệ lụy này. Những hình ảnh này được ghi nhận tại Trung tâm Ung Biếu và Y học Hạt nhân, Bệnh viện Bạch Mai vào tháng 11 năm 2022. Đến nay, sau 4 tháng, mọi việc vẫn dậm chân tại chỗ. Thuốc thiếu vẫn hoàn thiếu. Thậm chí các máy móc hiện đại này cũng vẫn nằm yên trong kho, bất chấp đã có hàng chục công văn của lãnh đạo bệnh viện được trình lên, với mong muốn sớm được tháo gỡ để bệnh viện có máy móc, thuốc men điều trị cho người bệnh. Theo tôi thì máy không có lỗi gì cả. Như cái máy này nếu như chúng ta bỏ không như thế này thì chúng ta đang tiêu tốn một cái số lượng tiền rất là lớn. Thì những người bệnh người ta chờ đợi để được sử dụng cái kỹ thuật này và không chờ đợi được nữa, bởi vì sao? Liên quan tính mạng, và một số người bệnh phải bỏ mạng vì không sử dụng kỹ thuật. Một số người bệnh thì phải chuyển sang kỹ thuật khác, không đạt được cái hiệu quả. Đây là một trong những cái mất mát rất lớn của xã hội. Không chỉ như vậy, cơ chế tính giá viện phí sau nhiều năm không đổi, thậm chí áp theo mức thu của bảo hiểm y tế, cũng khiến bệnh viện rơi vào tình cảnh khó khăn trăm đường. Khi thu không đủ chi và càng làm thì càng lỗ. Hầu hết giá thu tại Bệnh viện Bạch Mai là giá bảo hiểm y tế. Tất cả các dịch vụ kỹ thuật đều thu bằng giá thu quy định của bảo hiểm y tế. Mà cái giá thu của bảo hiểm y tế thì hiện tại là cái giá có nhiều thứ được xây dựng cách đây khá lâu và chưa thu đúng thu đủ, chưa tính đúng tính đủ, mới tính 4 trên 7 yếu tố cấu thành giá. Do vậy thì khi mà cái nguồn tài chính của bệnh viện vô cùng thấp do cái giá mà bảo hiểm y tế đang thanh toán cho người bệnh rất thấp, thì với cái nguồn thu như vậy thì lấy thu bù chi là vô cùng khó khăn. Còn tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, một bệnh viện ngoại khoa hạng đặc biệt của cả nước, nơi chuyên thực hiện các ca phẫu thuật khó, thì giờ đây cũng đang đứng trước nguy cơ phải hoãn các cuộc mổ kế hoạch để dồn lực cho mổ cấp cứu. Một số loại thuốc, hóa chất và sinh phẩm xét nghiệm chuyên biệt cho ghép tạng đang thiếu trầm trọng và đang là nỗi lo hiện hữu của các bác sĩ. Cũng mong rằng là những cái thay đổi chính sách thời gian tới để kịp thời, chứ còn ảnh hưởng ghép tạng nhiều đấy, vì bây giờ có một lĩnh vực tức là sau ghép tạng phải xét nghiệm các thuốc thải ghép, điều trị thải ghép, nhiều thứ lắm nó liên quan đến cái đấy, thì cái đấy mà không giải quyết được thì ảnh hưởng cũng đến khá đến ghép tạng rồi các trang thiết bị trong mổ và thứ nữa. Nhưng cái đấy là cái bài toán mà tôi hy vọng rằng trong thời gian tới thì lãnh đạo của bộ cũng như là chỗ lãnh đạo bệnh viện sẽ tìm giải pháp để giúp cho duy trì hoạt động đó. Bắt đầu từ ngày hôm nay mùng 1 tháng 3, theo thông tin trước đó từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, trong tình trạng thiếu thốn thuốc men, vật tư hóa chất như hiện nay thì hầu hết các lịch mổ luân phiên trong tháng 3 này sẽ khó có thể thực hiện được. Toàn bộ nguồn hóa chất, vật tư tiêu hao của bệnh viện sẽ được dồn để thực hiện cho các ca mổ cấp cứu. Đã có rất là nhiều những kiến nghị được đưa ra nhằm tháo gỡ thực trạng này, tuy nhiên thì đến nay vẫn chưa có tín hiệu. Và mỗi một ngày thì tại đây có khoảng 2.000 bệnh nhân tới thăm khám điều trị và chờ được phẫu thuật. Việc mà chậm giải quyết những vướng mắc liên quan đến thuốc men, vật tư, hóa chất hiện nay sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến công tác hoạt động chuyên môn và đảm bảo việc khám điều trị cho các bệnh nhân tại đây. Đặc biệt là hầu hết bệnh nhân khi đã chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, đa phần là những bệnh nhân nặng và không thể chờ.